Vâng, tạm gác lại kỳ thi vào lớp 10. Ngày hôm nay thì gần 930.000 thí sinh trên cả nước đã làm thủ tục dự thi trước khi bắt đầu ngày thi Trung học phổ thông quốc gia đầu tiên vào ngày mai, ngày 25 tháng 6. Cũng trong ngày hôm nay thì Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ra quyết định về một số trường hợp thí sinh đặc biệt. Một trong số đó là một chiến sĩ nghĩa vụ cảnh sát cơ động ở Bình Dương bị thương ở tay phải nên không thể tự làm được bài thi môn văn và sẽ phải nhờ cán bộ coi thi chép bài hộ. Được biết, thí sinh này là chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động 25 trụ sở chính tại Đồng Nai, nhưng đăng ký thi Trung học phổ thông quốc gia tại Bình Dương, lấy điểm để xét tuyển vào trường thuộc ngành công an. Nhưng trong quá trình làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự vào đầu tháng 6 năm 2018, đã bị thương ở bàn tay phải và không thể cầm bút. Sau khi được sự cho phép của Bộ Giáo dục Đào tạo, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết sẽ bố trí cán bộ coi thi không phải là giáo viên môn văn, chép bài hộ theo lời đọc của thí sinh này. Tuy nhiên, để đảm bảo tránh khiếu nại về sau, có cơ sở đối chiếu khi cần thiết, lời đọc của thí sinh sẽ được ghi âm lại. Được biết, tại Cần Thơ cũng có một bạn thí sinh bị tai nạn, không thể viết và cũng được giải quyết theo hướng tương tự.